Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 216, giúp đỡ. Lâm Di Tiến Chu Thập Cửu rời khỏi phủ Quảng Bình Hầu xong vừa chuẩn bị quay vào thì Chu Thập Cửu lại vòng trở lại. Quận Vương Gia quên gì sao? Lâm Di nhỏ giọng hỏi, Chu thập cửu nhìn Lâm Di bằng ánh mắt trong trẻo vô ngần. Nhớ về sớm, ta sẽ để Trần Hán lại với em. Lâm Di gật đầu, quận vương gia cũng nhớ thận trọng đấy. Bây giờ Chu thập cửu mới mỉm cười, xoay người đi. Lâm Di trở lại niệm từ đường, lão thái thái chi trường đã vào buồn nghỉ ngơi, tiểu tiêu thị vẫn còn lo đến mức mắt đỏ ngầu, gọi mơ ra quản sự tới hỏi xem mấy ngày nay trong nhà có gì bất thường không sợ Trần Doãn Viễn thật sự cầm bạc hối lộ của người khác. Mẹ đừng căng thẳng quá, Lâm Di An ủi bà, cha mà có gì bất thường thì mẹ đã sớm phát hiện rồi, sẽ không cho đến bây giờ đâu. Tiểu tiêu thị hoang mang nói, mẹ sợ có sơ sót, mấy ngày nay mẹ chỉ lo cho bát muối, con bé hay sinh bệnh, vất vả lắm mới khá hơn, nhưng tôi qua lại bị sốt, nên mẹ ở lại phòng con bé chăm sóc, cha con giải quyết chính sự xong thì ngủ tại thư phòng luôn. Đúng ra mẹ nên giao bát muối cho nhũ mẫu, ở bên cạnh cho cha con, cha con có gì phiền lòng mẹ cũng có thể nhìn ra manh mối. Đều tại mẹ, mẹ, lầm gì kéo tay tiểu tiêu thị, sẽ không sao đâu, không sao đâu. Nghe thấy lời thì thầm trấn an của con gái, nước mắt tiểu tiêu thị lại trào ra. Lầm gì nói, quận vương ra ra ngoài hỏi thăm rồi, chỉ cần có tin nhất định sẽ báo về, mẹ cứ yên tâm chờ. Tiểu tiêu thị đưa khăn lau khóe mắt, may mà có quận vương ra giúp đỡ. Chờ đến khi Trần Lâm Hoành từ thư viện quay lại, Lâm Di mới lên xe ngựa trở về phủ khang quận vương. Nàng vừa vào phủ, cùng mama lập tức ra đón, hạ giọng hỏi, nghe nói phủ Quảng Bình Hầu. Lâm Di gật nhẹ, cùng mama lo lắng, làm sao bây giờ, lão thái thái còn bệnh, chẳng phải mọi thứ đều dồn lên vai một mình phu nhân ư. Nàng vốn muốn ở lại phủ Quảng Bình Hầu giúp đỡ, nhưng giờ cả quận vương gia cũng bị lôi vào chuyện này rồi. Nàng phải trở về phủ khang quận vương. Ngộ nhỡ có việc cần thì cũng tiện giúp đỡ chu thập cửu hơn. Lâm Di Bảo cùng Mama cho người nghe ngóng động tĩnh ở Tam Tiền Viện. Cũng Mama nhỏ giọng vâng giả. Lúc Lâm Di trở về phòng thu xếp chuyện cơm nước trong phủ, bên Chu Đại Thái Thái Trân Thị đang nghe kể lại chuyện của Phu Quảng Bình Hầu. Đoàn Mama kể, quận vương gia chạy tới, hẳn đã sớm được tin tức trước bà ta dùng một thoáng, đúng là phải nói quận vương gia sáng tạo thật, đường đường một quận vương gia mà lại treo tường để vào. Trần Thị đặt chén trà trong tay xuống bản, mỉa mai, ai bảo quận vương gia chúng ta là thiếu niên đắc chí khó tránh khỏi việc thỉnh thoảng thích dương oai, không coi đồ sát viện ra gì. Đoàn ma ma nói, xem ra quận vương gia cũng không có cách nào khác. Đương nhiên, Trần Thị cười cười kể lại chuyện Chu Nguyễn Cảnh nghe được chuyện gã chi phủ thiên tân kia nuốt gọn một trăm nghìn thạch cương thực dành dành ra đó. Vậy mà không phải là nhận hối lộ của người ta rồi thì chính là giúp hoàng hậu bảo vệ người bên nhà mẹ. Giữa hai tội này, mắc phải tội nào cũng đừng mơ bảo vệ được mũ quan trên đầu. Khang quận vương ra mặt thì sao? Trần Thị che miệng cười, cũng chẳng thể biến một trăm nghìn thạch lương thực từ không thành có. Đoàn ma ma cười nịnh nọt, nói vậy là ván đã đóng thuyền rồi. Trần Thị nhếch môi, hoàng thượng muốn thiên sư cầu mưa giúp dân, lại bị chi phủ thiên tân dâng tấu trương nói thành mê tín vu thuật, cho dù không có chuyện một trăm nghìn thạch lương thực bốc hơi, chi phủ thiên tân cũng giữ nhiều lành ít rồi. Nói cách khác, bất kỳ ai bị dính líu vào chuyện này cũng sắp không thể hưởng ngày lành, đoàn ma ma nghĩ tới đây liền kinh ngạc kêu lên, vậy chẳng phải quận vương gia cũng bị liên lụy luôn sao? Trần Thị Liếc nhìn đoàn ma ma, người nói xem. Đoàn ma ma dùng tay áo che miệng cười. Hai người đang nói chuyện, đan quế bỗng hớt hải chạy vào. Thái thái ơi, không xong rồi lão ra xảy ra chuyện rồi. Nụ cười trên mặt chân thị vụt tắt, thị cuống quýt hỏi, xảy ra chuyện gì? Đan quế nói, tôn thất xung đột với tam gia nhà họ nhan. Lão gia ở gần đó khuyên can không được cũng bị cuốn vào, đã kinh động đến nhà môn thống lĩnh bộ quân. Nhan tam gia, mặt chân thị cứng đờ chẳng lẽ là cái tên nhan tam lang chuyên đi sinh sự kia, nghe nói vừa được đề làm phó ủy bộ quân. Tại sao lại đánh nhau? Trần Thị đã nghe nói từ lâu rằng nhan tam lang hiếu chiến hung dữ, thường xuyên gây gổ với con cháu tôn thất. Đàn Quế tỏ ra lúng túng, giọng cũng nhỏ đi, nghe nói là ở túy hương cư, không chỉ có mình lão ra. Chù Nguyễn Cảnh nói nha môn có việc nên tôi sẽ không về ăn cơm, không ngờ lại đi tuy hương cư. Trần Thị cắn chặt răng, sai bảo đan quê, bảo quản sự ra ngoài hỏi thăm tin tức, bất luận thể nào cũng phải đưa đại lão ra về trước rồi tỉnh sau. Đan Quế nhỏ giọng đáp lại rồi đi ra ngoài. Lâm gì ở trong phòng thiêu thùa may vá, cùng Mama bưng trà vào, cúi đầu hạ giọng bẩm báo, ở túy hương cư xảy ra chuyện, con cháu tôn thất đánh nhau với con cháu huân quý trong kinh, nghe nói đại lão gia cũng bị thương, ẩm đến mức nha môn thống lĩnh bộ quân cũng phải ra mặt. Lâm Di buông kim khâu xuống, đầu đuôi chuyện là gì? Cùng ma ma thuật lại, theo người đưa tin của lão phu nhân thì là bởi một đứa đào hát, hai bên lại uống rượu máu hưu, nóng máu nên mới đánh nhau. Lâm Di ngẫm nghĩ, trong số đó có người chúng ta quen không? Cùng ma ma thấp giọng đáp, nghe nói có trường tử của Trần Quốc Công, có phùng tử anh. Đúng rồi, dường như cũng có thập ngũ gia. ngoài ra còn mấy cái tên nữa, nhưng nô tỳ không nhớ hết. Lâm Uyển đang mang thai mà Chu Nguyên Quảng lại đến tỷ hương cự giải trí. Thập ngũ gia chính là Chu Nguyên Kỳ, phu quân của tưởng thị, hai người này đều là tôn thất, chưa kể còn có mấy người cùng ma ma không nhớ nổi. Trong số con cháu huân quý thì có Phùng Tử Anh. Phùng Tử Anh từng tới phủ trò chuyện với Chu Thập Cửu trong thư phòng. Mắt Lâm Di chợt sáng lên. Đúng rồi, tôn thất và huân quý xung đột mới khó xử bởi bên nào cũng khó phạt, lại không thể tùy tiện làm ngơ cho qua. Chuyện lớn cỡ này thế nào cũng lan truyền khắp thành chỉ trong nháy mắt, chỗ hoàng thượng đương nhiên cũng sẽ nghe được tiếng gió. Lý do vì đào hát là một cách nói thôi, sự thật chắc chắn không đơn giản như vậy, có người gây sự là có người hùa theo, như thể mới thổi bùng mọi chuyện lên được. So với trận ầm ĩ đó, việc chu thập cửu treo tường vào chủ nhà vợ không còn đáng nhắc tới nữa nếu triều đình nhất định phải phạt chu thập cửu đương nhiên không thể bỏ qua cho đám tổn thất và huấn quy kia nghĩ tới đây lâm di cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn cùng mama hỏi quận vương phi muốn bao giờ cài chốt cửa chậm chút lâm di bảo chu thập cửu chắc chắn sẽ trở về rất muộn ngoại trừ cổng chính mấy cổng phụ đều cái chết theo giờ thường lệ cùng mama đáp lời rồi ra ngoài quất hồng vào phòng hầu hạ lâm di rửa mặt đã không còn sớm mấy tiểu nha hoàn lui xuống nghỉ ngơi quất hồng ở ngoài cửa trực đêm lâm di nằm trên giường cảm thấy bên cạnh vô cùng yên tĩnh trong phòng thoang thoảng hương hoa nhàn nhạt, nhạt lúc trước nàng thích người hương hoa giúp an thần nhưng hôm làm thế nào cũng không ngủ được không biết tình hình trong cung thế nào rồi hoàng thượng có trách tội chu thập cửu không đáp án đã rất rõ ràng nếu như không bị trách phạt Chu thập cửu nên quay lại từ lâu rồi. Bây giờ lại chẳng có tin tức gì. Lâm Di bất giác thở dài, ngồi dậy rót trà uống một hớp, hương trà thơm quấn quýt trong khoang miệng. Không biết qua bao lâu sau, loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa mở, Lâm Di lập tức mở mắt ra. Tiếng giày gõ trên sàn đều đặn, sau đó Lâm Di nhìn thấy mũi giày của Chu thập cửu, bèn đứng dậy khoác thêm áo, gọi Quất Hồng múc nước mang tới quận vương gia dùng cơm chưa? Chu thập cửu gật đầu, rồi, chàng dùng nước quất hồng mang tới sửa mặt sạch sẽ rồi thay y phục ngủ, cùng Lâm Di lên giường nằm. Lâm Di thổi tắt đèn. Trong bóng tối, Chu thập cửu nắm lấy tay Lâm Di, nhạc phụ hồi phủ rồi. Lâm Di cảm thấy được trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực. Trong bóng tối, giọng Chu thập cửu vừa trong vừa vang, Hoàng thượng truyền gọi ta đến Nam Thư Phòng. Ta nghe được nhạc phụ nói với hoàng thượng rằng, một trăm nghìn thạch cương thực vô cớ bốc hơi chưa hẳn là do thường quang văn tham u. Hoàng thượng nghe xong, mới đầu không nói gì, về sau bỗng lệnh cho ta ngày mai lên đường đến thiên tân điều tra tung tích của một trăm nghìn thạch tương thực kia. Lúc mới bị truyền tiến cung, chàng ở ngoài nam thư phòng đợi một canh giờ, nhìn người đô sát viện ra ra vào vào. Cũng nhờ có sự kiện tôn thất và hôn quý xung đột ẩm ý kia thành ra không phải chỉ mỗi mình chàng là tôn thất say rượu làm bậy lâm di cẩn thận suy nghĩ lời chu thập cửu nói hoàng thượng lệnh cho chu thập cửu đi thăm dò về số lượng thực bị mất tích ở thiên tân nghe qua thì hoàng thượng giống như chịu nghe lời can gián của cha nhưng thực chất là chính thức cột cha và thường quan văn với nhau cả chu thập cửu cũng bị liên lụy mí mắt lâm di giật giật vậy việc trong kinh của quận vương gia chu thập cửu nói hoàng thượng sẽ tìm người khác tạm tiếp quản. Quận vương gia không phải là quan văn, cha ta mới là quan văn, còn là người của khoa đạo nữa, nếu phải đi thiên tân một chuyển, người đó nên là cha ta mới đúng. Không ngờ lại đổi thành chu thập cửu phải đi, hoàng thượng không nói rõ, nhưng thật ra là đang trách tội việc quận vương gia xông vào phủ Quảng Bình Hầu. Ý đồ của hoàng đế quá rõ ràng, nếu chu thập cửu có thể ngang nhiên không coi độ sát viện ra gì, tất nhiên có bản lĩnh giải mã vụ án thất thoát lương thực. Nói cách khác, hoặc là chu thập cửu tìm 100.000 thạch lương thực kia về, không thì phải tự tay đưa cả cha nàng và thường quang văn vào đại lao. Bất kể là kết quả nào, đó đều không phải là cái nàng muốn thấy, quận vương gia có nghĩ được cách gì không? Chu thập cửu cười cắc đầu, cho dù ở thiên tân ẩm ướt, kho thóc không tu sửa nhiều năm, cùng lắm tương thực cũng chỉ bị hỏng, thối thôi. thôi chứ chẳng thể có chuyện tan biến thành không khí được. đáp án đã quá rõ ràng. chu thập cửu nói tiếp năm ngoái thiên tân gặp thiên tai nhưng số bách tính chết đói tại chỉ đếm bằng đầu ngón tay ta tin thường quang văn mở kho cứu trợ dân thật chẳng qua chi quyết định dùng một trăm nghìn thạch tương thực lâm di cảm thấy sống lưng cứng lại vô thức nếp vào công chu thập cửu chuyện này chỉ có thường quang văn mới giải thích được dứt lời nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên Quận Vương gia vốn muốn đích thân đến Thiên Tân. Nếu đổi là người khác đi, làm gì có lòng cẩn thận tra xét, cha và thường quang văn chắc chắn sẽ bị định tội. Chu thập cửu chậm rãi cúi đầu, không trả lời câu hỏi của Lâm Di mà chỉ cười nhạt, đường tới Thiên Tân không quá xa xôi, nhưng Nguyễn Nguyên vẫn phải chuẩn bị đầy đủ tương khô cho ta đấy. Chương 217, xảy ra chuyện. Chu thập cửu đòi chuẩn bị lương khô lâm di bèn đi dặn đầu bếp sáng mai làm đồ ăn dễ đem theo thịt phơi già nắng phết một lớp mật dài thêm một lớp thịt sắt nhỏ đã ướp cùng hành lá cuộn lại cắt khúc rồi đem chung tăng từng là món này một lần giờ mô tả chi tiết lại cho nhà bếp nghe không biết bọn họ có làm được hay không xem ra sáng mai nàng phải dậy sớm một chút để giám sát quận vương gia ngủ sớm đi lâm di cầm đèn quay về lên gường nằm xuống ngày mai còn phải dậy sớm đầy giọng nàng hơi uể oải, nửa khuôn mặt nhỏ vùi trong chăn mỏng, có vẻ như rất sợ lạnh. Trần gia xảy ra chuyện như vậy, dĩ nhiên tâm trạng nàng không được tốt. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lâm Di, Chu Thập Cửu cúi đầu ngửi hương hoa thoang thoảng trên tóc nàng. Nguyễn Nguyên à, phải mấy ngày nữa ta mới về được. Mấy ngày là ngắn rồi, nếu không tìm được cách giải quyết thì không biết phải chờ đến bao giờ mới có thể hồi kinh. Những câu này thoát ra từ miệng Chu Thập Cửu, Lâm Di lại nghe ra ý khác. Nàng không nhịn được mà bật cười, mỗi lần quận vương ra xuất binh đánh giặc, chẳng phải đều đi liền mấy tháng không về nhà sao? Chu Thập Cửu nhìn gương mặt thanh tú của Lâm Di, khác chứ, giờ ta đã cưới vợ rồi. Nguyễn Nguyên à, Lâm Di nghe gọi thì hơi ngước lên, đập vào mắt nàng là cái nhìn ấm nóng của Chu Thập Cửu. Có lẽ chỉ khi ở riêng hai người, Chu Thập Cửu mới thật sự thả lòng như vậy, bằng không đã chẳng tỏ về trẻ con thế kia. Khi buông lòng cảnh giác, dường như sẽ thấy người khác không quá khó nắm bắt và xa xôi như mình đã tưởng. Có lẽ những ký ức liên quan đến Chu Thập Cửu kiếp trước của nàng đã quá phiến diện. Ừm, Lâm Di đáp lại. Hai mắt Chu Thập Cửu hơi sáng lên, khóe môi khẽ nhếch, chàng đưa tay ôm Lâm Di vào lòng, Lâm Di cũng vươn tay ra vịn lấy vai chàng. Chu Thập Cửu siết chặt eo Lâm Di hơn, các ngón tay dài trượt vào trong áo nàng, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng. Sau đó, chàng cúi đầu xuống, đặt đôi môi mềm mại của mình lên trán Lâm Di. Hai người đã thành thân được một thời gian, cũng ngày càng quen thuộc với sự thân mật thể này. Chu Thập Cửu chợt dùng sức nhiều hơn, nhịp thở trở nên gấp gáp. Lâm Di mở mắt ra, đúng lúc trông thấy chàng cởi áo lót trên người ra dưới ánh nến thân hình cân đối của chàng như được bao bọc trong lớp ánh sáng mỏng da thịt ấm áp gần kề nhau tim lâm di bỗng đập mạnh hơn ở sau tấm rèm hai người quấn lấy nhau cơ thể nóng bỏng của chu thập cừu khiến tóc gáy nàng dựng lên nhịp tim hai người hòa lẫn chẳng thể phân rõ ánh mắt chu thập cừu đã mơ màng như bị phủ bởi màn xương nhưng lại lấp lánh như có tia nắng mặt trời chiếu rọi ánh sáng kia là màu của nắng chiều vừa nóng lại đỏ hệt như ngọn lửa chu thập cừu nằm xuống lâm di còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bể ngồi lên người chàng lâm di đỏ mặt chu thập cừu cười vận eo nàng đưa tay sờ tóc mai ướt đẫm của nàng nguyễn nguyên thử cử động nhẹ đi sẽ thấy thoải mái lắm đáy mắt chàng tựa như đầm sâu từ đó vươn ra một cành hoa đào lộng lẫy tỏa ra hương thơm thu hút khác thường Lâm Di nhớ mông lung rằng trước khi ngủ thiếp đi, Chu Thập Cửu đã nói vào tai nàng một câu, đêm xuân quá ngắn. Thành ngữ gốc là xuân tiêu khổ đoạn, buồn vì đêm mùa xuân quá ngắn. Thường dùng để hình dung khi hoan lạc, người ta thường cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Hôm sau, Lâm Di lập tức trải nghiệm được ý nghĩa của câu này. Vì ngủ không đủ giấc nên mắt cay xè, mà chuyện này cũng chẳng là gì lâm di cẩn thận suy nghĩ mới phát hiện tối qua quá mệt vừa ngả lơn đã ngủ ngay không gọi nước lau rửa nàng và chu thập cừu cũng chẳng mặc quần áo cứ thể ôm nhau ngủ cả đêm có thể hình dung được trên giường giờ lộn xộn thế nào lâm di tìm thấy áo lót ở mép giường liền vội vã mặc vào chu thập cừu cười hỏi hay gọi nước trước nhé mặt lâm di lập tức đỏ bừng quất hồng bưng nước vào Lâm Di và Chu Thập Cửu thay quần áo rồi để nha hoàn bưng chậu nước vào phòng tắm. Lâm Di trải búi tóc xoắn ốc đơn giản, sau đó dặn bà Tử thay chăn đệm mới rồi đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Chu Thập Cửu ăn cơm xong, Lâm Di đưa quần áo mặc mấy ngày tới của Chu Thập Cửu cho Đồng Ninh. Người canh cổng đã chuẩn bị ngựa sẵn, Chu Thập Cửu để Trần Hán ở lại, dẫn Đồng Ninh đi thiên tân. Dẫu biết Chu Thập Cửu sẽ không dễ dàng để người ta bắt thóp mình, nhưng Lâm Di vẫn thấy lo, nghe nói thường quang văn yêu dân như con. Chu thập cửu cười gật đầu, nếu không vì điều này, ta đã chẳng dám tiếp nhận vụ án hóa đơn vô chỉ như vậy. Lâm Di suy đoán, chuyện khác ta không biết, nhưng có rất nhiều cách làm bốc hơi lương thực mà không để lại dấu vết, có điều cách nhanh nhất mà cũng dễ nhất chính là. Ăn hết, 100.000 thạch là con số không nhỏ, nhưng nếu phân phát cho bách tính thì sẽ hết ngay lập tức thiên tân không có nhiều bách tính như thế, nhưng chắc hẳn có lưu dân chạy nạn tới đó. Chu Thập Cửu nói, đánh giá thành tích của thường Quang Văn xếp hạng xuất sắc hai kỳ liền, theo lý mà nói thì ông ấy nên được thăng chức từ lâu, thế mà giờ vẫn chỉ là chi phủ thiên tân. Xem ra thường Quang Văn cũng không thạo giao lưu lôi kéo quan hệ. Về mặt này thường Quang Văn khá giống cha ta, Lâm di chỉnh lại thắt lưng của Chu Thập Cửu có lẽ bởi vậy mà cha mới tin tưởng ông ấy như vậy. Những lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, thường quang văn rốt cuộc là người thế nào thì còn phải đến thiên tân điều tra kỹ hơn mới biết được. Tiễn chu thập cửu đi rồi, làm gì dặn dò cùng ma ma, quận vương gia không ở trong kinh nên ta cũng không tiện về thăm phủ Quảng Bình Hầu. Ma ma hãy cho người đi nói với tổ mẫu và mẫu thân một tiếng, nếu nhà có chuyện thì cho người đến phủ khang quận vương báo tin, phía chúng ta đều ổn cùng mama nhỏ giọng vâng giả. Lâm Di quay vào buồng, quản sự trong phủ đến báo rằng ở Điền Trang đưa danh sách thu hoạch tới. Lâm Di đang nói chuyện với quân sự thì vợ cùng nhị do dự đi vào viện với cặp mắt đỏ hồng. Bạch Thược nhìn thấy vợ cùng nhị xoắn chặt khăn tay, thập thò sau hòn núi giả trước tiên. Vợ cùng nhi thấy Bạch Thược thì căng thẳng, một lúc sau mới hỏi, quận Vương Phi có ở trong không? Bạch Thược ngợt đầu, quận Vương Phi đang xem danh sách thu hoạch ở Điền Trang. Nàng thoáng dừng lại, tỷ tỷ có việc gì sao? Vợ cùng nhị vội vàng nói, vậy lát nữa ta lại ghé. Vợ cùng nhị đang định đi, Bạch Thược đã bước tới bảo, đúng lúc ta đang rảnh, tỷ tỷ theo ta đến phòng Lộc Đinh ngồi một lát đi, đợi quận Vương Phi hết bận thì tỷ tỷ lại đến thưa chuyện. Vợ cùng nhị siết chặt khăn tay, cũng được, Bạch Thược dẫn vợ cùng nhị vào phòng vừa hay các tiểu nha hoàn đều đã ra ngoài làm việc nên bên trong chẳng còn ai khác bạch thược cười lấy bánh ngọt trên bàn đến mời vợ cùng nhị quận vương phi thường đấy tỉ tỉ nếm thử xem bên nhà cùng nhị cũng nhận được một suất ta cũng có mà hễ có đồ gì quận vương phi chưa bao giờ thiếu phần cho nhà họ bạch thược nói ta biết mà có điều chắc hẳn tỉ tỉ đã nhịn không ăn nhường hết cho mấy đứa nhỏ nếu là bình thường thì vợ cùng nhị đã bật cười rồi. Nhưng hôm nay nàng đang sốt ruột. Một hồi sau mới thấp giọng nói, ta e là cùng nhị thật sự làm chuyện có lỗi với quận Vương Phi rồi. Nàng dừng một thoáng, cùng nhị có trách nhiệm ra ngoài mua đồ lặt vặt cho phủ. Hôm nay chàng bảo với ta rằng muốn đi bán sâm, cầm theo hai bao sâm. Vợ cùng nhị vừa nói đến đây thì thấy rèm cửa được vén lên, cùng mama đi vào. Mặt vợ cũng nhị cập tức biến sắc, cũng ma ma cũng tỏ ra không ngờ nhìn con dâu với ánh mắt sắc lẹm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao bây giờ mới nói vợ cũng nhị cập tức đứng dậy sợ sệt thưa con dâu cũng chỉ cũng chỉ mới biết cùng ma ma nói đến giờ rồi mà còn dám giấu ta biết sớm thể ta đã để các ngươi ở nhà không nên theo ta vào phủ làm việc thấy cùng ma ma nổi giận vợ cùng nhị bèn hoảng hốt giải thích con dâu cũng cứ tưởng cùng nhị chỉ thu mua nhân sâm bán cho tiệm thuốc để kiểm ít bạc lẻ. Không ngờ lại có vấn đề. Mãi đến, hôm nay, cùng nhị nói ra ngoài, con dâu lại vô tình nhìn thấy người của chu lão phu nhân theo dõi nhà mình. Cùng mama nghe thấy thể thì tái mặt, bạch thược cũng run bắn. Đúng lúc quân sự trong phủ đã thưa chuyện xong, cũng mama nhìn con dâu, gần giọng đi. Theo ta tới trước mặt quận Vương Phi nói rõ ràng mọi chuyện cũng ma ma dẫn vợ cũng nhị vào buồng lâm di đặt danh sách trong tay xuống sắc mặt cùng ma ma rất khó coi sợ là có chuyện rồi quận vương phi à vợ cũng cùng nhị chỉ là chân thu mua đồ vật trong phủ có gì đáng để chu lão phu nhân quan tâm chứ trừ khi là có hành động không bình thường vừa hay đó lại chính là việc cùng nhị bán nhân sâm với đồng hương không kịp đợi lâm di mở miệng cùng ma ma đã nghiêm nghị hỏi con dâu Cùng nhị có nói đồng hương là ai không? Sao ta chưa từng nghe nói nhắc đến? Vợ cùng nhị sợ tới mức mắt đỏ hoe, con có hỏi à? Nghe nói cũng là người hầu làm việc trong kinh. Người hầu làm việc trong kinh. Cùng ma ma tức tới mức tay run lên, không thể tùy tiện qua lại với người hầu ngoài phủ được. Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Các ngươi, sao có thể làm thế hả? Làm thị tỳ của quận Vương Phi, nhất cử nhất động đều sẽ khiến người ta nghĩ ngay tới quận Vương Phi. Vợ cùng nhị run rẩy cùng nhị nói không sao, vừa nói nàng vừa che mặt khóc, cùng nhị nói là quen lúc mua thuốc chưa cũng không có qua lại thường xuyên, chỉ trao đổi tin tức thôi. Cũng nhị cũng chưa bao giờ nhắc tới chuyện trong phủ với bên ngoài, chàng nói chàng không qua lại với người kia, nhưng khó tránh khỏi sẽ chạm mặt. Tên xúc sinh kia cũng mà mà ứa gan mắng, nếu nó dám gây tai vạ cho phủ, ta sẽ tự tay cột ra nó. Bên phía chu lão phu nhân nhất định đã tìm được cơ hội, nếu không đã chẳng phí thời gian với cùng nhị làm gì, cúc này có cứu vãn e cũng không kịp nữa rồi. Vợ cũng nhị có nói với ta chuyện cũng nhị mua thảo dược trước đó rồi. Lúc ở phủ Quảng Bình Hầu, Lâm gì thấy cũng nhị cầm thảo dược mới hái, nên nàng mới không ngạc nhiên khi nghe vợ cùng nhị nói chuyện cậu ta thu thảo dược bán cho tiệm thuốc kiềm bạc lẻ ta cảm thấy đây không phải là chuyện gì lớn, nên mới không nói lại cho mama biết. Vợ cũng nhị muốn tránh né cũng mama vì sợ cũng mama ghét bỏ mình, nàng hiểu được tâm trạng này, nên mới không nói ra, định để sau mới nhắc tới, không ngờ tại khiến chu lão phu nhân tìm được cơ hội. Đã khiến chu lão phu nhân chú ý ra tay, ắt hẳn người mà cũng nhị tui tới có vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, trường 218, Hãm Hải trong phòng nhất thời trở nên tĩnh lặng, vợ cùng nhị co rụt người, hơi run rẩy Mặt cùng ma ma sám ta muốn đi xem một chuyến, cho tên xúc sinh cùng nhị kia mở to mắt ra mà xem gã đồng hương kia của nó rốt cuộc là hạng người gì. chu lão phu nhân đã cho người theo dõi, giờ có cứu vãn thì e cũng muộn rồi, chưa kể còn khiến nàng trông giống như có tật giật mình. Lâm gì không nói lời nào, cùng ma ma càng thêm xoắn suýt quận vương phi không cần nể mặt nô tỳ nếu không làm rõ chuyện này thì nô tỳ sẽ không còn mặt mũi tiếp tục hầu hạ quận vương phi nữa cùng nhị làm sai nên phạt thế nào cứ phạt đừng để người ngoài nói ra nói vào rằng quận vương phi thiên vị người nhà mẹ bêu xấu thể diện của quận vương phi mà mà đừng nói vậy lâm di lắc đầu ta vẫn tin tưởng phẩm hạnh của cùng nhị chuyện gì cũng phải có kiểm chứng mới kết luận Gia đình cùng mama là hạ nhân do lão thái thái chi trưởng chọn tới chọn lui mới chọn được, trước giờ đã đỡ đần cho nàng không ít. Lúc mới vào phủ nàng không yên tâm dùng người khác, đều là mấy người con trai của cùng mama lưu ý chuyện bên ngoài, trong nhà thì nhờ cùng mama giúp nàng quản lý đầu ra đó. Chưa kể, nàng chính là người giao việc thu mua hàng hóa cho cùng nhị, nếu xảy ra chuyện, đương nhiên nàng cũng có một phần trách nhiệm, có lý nào giờ lại phủi tay đòi đổ hết lỗi sang người khác rõ ràng quận vương phi đang nghĩ cho cùng nhị bằng không làm ẩm ý lên cùng nhị đừng mơ tiếp tục ở lại trong phủ làm việc cả nhà cũng không còn mặt mũi sông nữa cùng ma ma hỏi vậy nên làm thế nào bây giờ lâm di trầm ngâm nếu người của lão phu nhân đã phát giác chắc hẳn bên đó biết được nhiều hơn chúng ta ta cứ đi hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì không tránh né trái lại còn chủ động nghênh đón có chuyện thì cứ giáp mặt đổi chất dù sao vẫn tốt hơn lén lút thăm dò. Cùng mama lo âu nhìn Lâm Di, làm vậy ổn không, chẳng có bất kỳ chuẩn bị nào mà cứ thế đi qua đó. Ngộ nhớ thật sự bị chụp mũ. Quận Vương Gia lại không ở trong kinh. Phải biết rằng chu lão phu nhân dựa vào danh phận trường bồi, muốn nhúng tay vào chuyện trong phủ là chuyện rất dễ dàng. Lâm Di thay một bộ váy gấm màu cam nhạt thêu hoa mai, dẫn cũng mama và vợ cũng nhị đi tới tam tiến viện. Chu lão phu nhân đang ở trong phòng uống trà, nhìn thấy Lâm Di thì nở nụ cười hiền rồi hỏi với vẻ ngạc nhiên, nghe nói thôn trang đưa danh sách thu thân ma ma đứng cạnh Chu lão phu nhân thoáng nhướng mày, Khang quận vương phi bỗng nhiên lại đây nói mấy những lời này, rõ ràng là có hàm ý gì đó. Liếc nhìn vẻ mặt khó coi của vợ cùng nhị, bà ta không khỏi suy tính. Thân ma ma muốn viện cớ ra ngoài, suýt chút nữa đã đâm vào vợ cùng nhị vừa vội vàng bước lên vợ cùng nhị không nói hai lời đã quỳ xuống trước mặt chu lão phu nhân chu lão phu nhân kinh ngạc chuyện gì vậy lâm di khó xử nhìn chu lão phu nhân cháu cũng chẳng rõ vợ cùng nhị nói nhìn thấy thấm nương cho người lưu ý cùng nhị có phải cùng nhị đã làm gì sai rồi không không ngờ đối phương lại nói huỵch toẹt ra như vậy sắc mặt thân ma ma cứng đờ vội đảo mắt nhìn chu lão phu nhân chu lão phu nhân cũng sượng mặt đành ậm ờ việc này cháu nói vậy là sao, ta không hiểu, dứt lời bà ta nhìn vợ cùng nhị, ai nói với ngươi là ta cho người ta theo dõi cùng nhị. Vợ cùng nhị sợ run, nô tỳ nhìn thấy đường quản sự chuyên giúp việc cho lão phu nhân ngó nghiêng vào viện nhà nô tỳ, nô tỳ cứ tưởng mình đã làm gì sai, nhưng lúc cùng nhị ra ngoài, đường quản sự lập tức đi theo. Nô tỳ ngẫm lại, nhất định là cùng nhị có vấn đề. Cùng ma ma kính cần đứng một bên, không dám thở mạnh, hoàn toàn không còn vẻ đường hoàng khi xưa. Chu lão phu nhân nghĩ đến đường quân sự, không khỏi nhíu mày. Lâm Di tỏ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ đường quản sự không nói với thẩm nương? Nàng thoáng dừng lại, ngập ngừng đề nghị đường quản sự đâu rồi, hay là gọi ông ấy tới hỏi thăm một chút. Gia đình cùng mama sống trong mõ hoa sen ở Nam Thành, đường quản sự cất công đến tận đó, rồi lại đi theo cùng nhị ông ta lại là người chuyên chạy việc cho chu lão phu nhân ai nghe xong cũng sẽ thấy đây chẳng phải là chuyện có thể coi thường trần thị khôi chiêng đánh trống như thế người ngoài biết được đều sẽ cho rằng khang quận vương phi kính trọng lão phu nhân nên mới có thể dẫn người tới hỏi rõ ràng như thế thân ma ma nghĩ tới đây trong mắt xẹt qua một tia sáng trần thị là người không dùng được hạt cát nào trong mắt nếu là người khác gặp phải chuyện như vậy phần lớn đều sẽ tìm cách che giấu chẳng ai chủ động tới tìm trưởng bối hỏi thắng cả mà trần thị làm thế này thành ra lại khiến người khác cảm thấy khang quận vương trong sạch vô can chu lão phu nhân sai bảo thân ma ma gọi đường quản sự gọi tới hỏi chuyện một chút đối tượng đã đi theo cùng nhị rồi làm gì có ở trong phủ tìm hiểu gì đây nếu bây giờ không tìm thấy đường quản sự chứng tỏ lời vợ cùng nhị nói chính là sự thật Mặc dù đã biết trước được kết quả, song thân mama vẫn bảo Tiểu Nha Hoàn đi tìm, chỉ chốc lát sau Tiểu Nha Hoàn đã quay lại nói, "Đường quản sự rơi phủ vẫn chưa về à?" Lâm Di không có mảy may bất ngờ, vợ cùng nhị thì cúi gằm đầu chẳng dám nhấc lên. Rốt cuộc là thế nào, cháu càng nghĩ, càng thấy sắp mụ mị rồi. Lâm Di đề nghị, đã vậy lát nữa cũng gọi cùng nhị tới hỏi rõ ràng luôn đi. Lâm Di vừa dứt lời, bà tử canh cửa đã báo đường quản sự quay lại rồi trước khi đến đây lâm di đã phải một bà tử chờ sẵn ngoài cổng nhìn thấy đường quản sự thì phải lập tức mời ông ta đến phòng chu lão phu nhân ngay chu lão phu nhân nhìn thân ma ma thần ma ma bèn ra ngoài gọi đường quản sự vào đường quản sự khom người đi vào lặng lẽ nhìn một vòng trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi ánh mắt của mọi người dồn về phía đường quản sự nghe nói người theo dõi cùng nhị đến cùng là vì sao chu lão phu nhân lên tiếng trước tiên đường quản sự tần ngần nhìn lâm di lâm di nói đường quản sự có chuyện gì cần nói cứ nói có lão phu nhân và ta ở đây nếu cùng nhị phạm lỗi đương nhiên phải chịu xử lý theo quy định trong phù cùng ma ma vẫn không mở miệng từ nãy giờ cũng quỳ xuống nói lão phu nhân quận vương phi cùng nhị mà phạm lỗi thì cứ phạt thẳng tay không cần bận tâm mặt mo già của nô tỳ. Vừa nói bà vừa nhìn đường quản sự, đường quản sự, ông làm ơn thương xót, có phát hiện gì xin hãy nói ngay, tránh để về sau lại thành đại hòa. Cứ thế đường quản sự gần như bị dồn đến đường cùng, hôm nay tất nhiên phải khai hết mọi chuyện, bằng không làm sao ăn nói với chủ nhân phủ khang quận vương là khang quận vương phi đây. Tiểu nhân cũng chỉ tình cờ phát hiện cùng nhị có lui tới với hạ nhân nhà khác vừa nói ông ta vừa bất an liếc nhìn lâm di ban đầu tiểu nhân tưởng rằng quận vương phi có việc sai cậu ta đi làm nói tới đây ông ta lại khom người không tiếp tục nữa rõ ràng đối phương muốn ám chỉ cùng nhị vốn theo lệnh nàng ra ngoài làm việc nếu như hôm nay nàng không tới đây chắc chắn chạy không thoát việc bị gán tội danh này rồi chu lão phu nhân nhíu mày là gia nhân của nhà nào bấy giờ đường quân sự mới nói là tề gia ở quốc tử giám ông ta chú thích cụ thể hơn chính là gã sai vặt của tô soạn hàn lâm viên nhà họ tề nếu nhắc tới Tu soạn hàn lâm viện vậy chính là gã sai vặt của tề trọng hiên nói tới nói lui lại dẫn đầu mối về phía tề trọng hiên một bên là thị tùng của nàng một bên là gã sai vặt bên người tề trọng hiên đường quản sự kể tiếp tiểu nhân cũng chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở cùng nhị là trong phủ chúng ta có quy định không cho gia nhân lui tới với người hầu nhà khác. Cùng nhị không phải là gia nhận đầu tiên phạm quy, chẳng qua có kẻ cố tình muốn làm lớn chuyện thôi. Lâm Di tỏ ra ngạc nhiên, cùng nhị là người hiểu phép tắc mà, tại sao lại có thể làm vậy nhỉ? Dứt lời nàng nhìn vợ cùng nhị. Vợ cùng nhị cũng hoàn toàn không hay biết gì. Lâm Di hỏi đường quản sự, cùng nhị trở lại chưa? Đường quản sự kính cần đáp, thưa chưa, vẫn còn ở Nam Thành à? Lâm Di nhíu mày, sai bảo Quất Hồng, bảo người dẫn vài ra nhận đi gọi cùng Nhi trở về. Quất Hồng vội vàng đi sắp xếp, khoảng nửa canh giờ sau, cùng nhị lảo đảo đi vào. Cùng mama giận dữ nhìn con trai. Chu lão phu nhân tỏ ra bất ngờ, Lâm Di cũng nghiêm mặt nhìn cùng nhị, bảo đường quân sự lặp lại những lời ông ta vừa nói. Đường quản sự thuật lại xong, cùng nhị lập tức dập đầu, giải thích, tiểu nhân chỉ thu một ít thảo dược để bán kiểm chút bạc, vừa hay gặp được thường vọng cũng đang thu mua thảo dược. Bọn tiểu nhân trao đổi mấy câu thì nhận ra cả hai đều là đồng hương từ Sơn Đông, sau khi hỏi thăm lại biết cậu ấy là gia nhân của tề gia, thể là liền giữ khoảng cách, không tới lui nhiều nữa. Chẳng qua, bọn tiểu nhân mua bán cùng mặt hàng, lại hay tranh thủ thời gian dành chạy một chuyến, cho nên thường chạm mặt, nhưng tuyệt đối chưa từng nhắc tới chuyện trong phủ. Chỉ trao đổi tin tức về thảo dược mà thôi. Cùng nhị vừa nói vừa móc từ trong ngực áo ra một gói giấy, mở ra để lộ vài gốc nhân sâm rừng chất lượng thấp. Đường quản sự vẫn cụp mắt nhìn mũi mình, dường như không nghe thấy lời cùng nhị nói, dáng vẻ rõ ràng là không tin. Nếu đối phương đã dắp tâm bẻ cong sự thật, thì cho dù nàng gọi gã sai vặt của tề gia tới cùng tra hỏi, họ cũng sẽ không đời nào cứ thể bỏ qua. Được rồi chu lão phu nhân lên tiếng còn tưởng rằng là chuyện gì lớn đã nói rõ rồi thì thôi đi dứt lời bà ta nhìn cả nhà cùng ma ma cùng nhị là nô tài của quận vương phi nên xử lý thế nào quận vương phi cử xem mà làm đi dưới chữ quan e là hai cái miệng bộ khẩu b trong kinh nhiều quan lại càng nhiều miệng hơn cho nên đa số phủ lớn mới không cho phép hạ nhân nhà mình qua lại với gia nhận nhà khác để tránh có lời ra tiếng vào chu lão phu nhân đang nhắc nhở nàng người khác sẽ sầm xì si nầy nọ chu lão phu nhân để thân mama đỡ mình đứng dậy ta mệt rồi muốn đi nghỉ ngơi lâm di cũng đứng tên cả nhà cũng mama tui sang một bên chu lão phu nhân đi vào buồng đường quân sự cũng cáo lui lâm di dẫn cả nhà cùng mama trở lại nhị tiến viện vừa vào phòng cùng nhị và vợ lại quỳ xuống cùng mama vừa cuống vừa tức trong mắt như có hai thanh đao chỉ hận không thể băm vằm cùng nhị nghe kiểu nói vừa rồi của chu lão phu nhân rõ ràng đối phương muốn quy chụp rằng quận vương phi với tề nhị gia có liên hệ nếu thật sự bởi vì người nhà bà mà thanh danh của quận vương phi bị hỏng cả nhà bà chết muốn lần cũng không chụp hết tội phải làm sao bây giờ cùng nhị khai mình đi bán thảo dược nhưng nói mà không có bằng chứng cậu nói đi cậu bán thảo dược cho ai Bằng chứng đâu, cũng nhị không dám giấu nữa, mỗi lần con đều bàn cho chỗ toàn lục hết a. À. Cùng mama khẽ thở phào. Lâm Di bình tĩnh hỏi, hôm nay người có gặp toàn lục không? Nhân sâm cũng nhị thu mua vẫn còn đó, chưa bán được. Cũng nhị mở to hai mắt, thưa vẫn chưa, chờ cả buổi bọn tiểu nhân cũng không gặp được hắn. Vậy là đúng rồi. mười 219, bạn thân. Có người đã cố ý sắp xếp sẵn rồi, làm gì lại để cùng nhị gặp toàn lục cơ chứ bởi vì tìm toàn lục là sẽ có người làm chứng rằng cùng nhị và gã sai vặt của tề trọng hiên quả thật chỉ gặp nhau khi đi bàn thảo dược cùng nhị vội nói tiểu nhân vẫn có thể tìm mấy người bán thuốc cho mình họ đều sống dưới chân núi quanh năm lên núi hái thuốc về bán lần trước nhân dịp nghỉ tiểu nhân còn đi tới đó một chuyện nhiều người như vậy không thể nào chuyển đi hết cùng một lúc được nếu tìm thấy những người chuyên đi hái thuốc kia thì tốt, chẳng qua đối phương có thể nghĩ tới toàn lục, ai biết được liệu đã mua chuộc mấy người kia luôn chưa. Nàng tin cùng nhỉ, nhưng sẽ không ai tin nàng và thị tỳ của nàng. Lâm gì bỗng nhiên nghĩ đến Châu Lang Huyên, dạo này Châu Lang Huyên xa lánh nàng, có phải vì nghe thấy lời đồn đại gì không? Lâm gì mới suy nghĩ đến đây thì nghe thấy nha hoàn bên ngoài thưa, nhị thái thái tới à? Gần đây Quách thị ngén rất dữ, Chu lão phu nhân mới cho người đưa Ô Mai chua sang mà, sao giờ chính chủ lại chạy tới đây? Lâm Di bảo người lấy ghế mềm cho Quách thị, Quách thị được nha hoàn đỡ bước vào, nhìn thấy Lâm Di bèn nói, nghe nói quận vương gia đã rời kinh nên ta tới thăm đệ muội đây, nếu có chuyện gì cần giúp, đệ muội cứ nói một tiếng. Lâm Di cười mời Quách thị ngồi xuống cạnh mình, bây giờ Nhị Tẩu đang mang thai phải tính dưỡng thật tốt mới phải trong phủ nhiều người như vậy, sao có thể phiền tới nhị tàu chứ? Đâu thì nói vậy, quách thị ngại ngùng cười, lúc trước ta hâm mộ đại tàu có mang liền được ở trong phòng nghỉ ngơi, cứ mong mình cũng được như vậy. Nhưng khi thật sự tới phiên ta, không biết có phải vì ta không có phúc hưởng không mà mới nằm đã thấy khó thở, nhìn thấy đồ ăn liền buồn nôn, ra ngoài tới lui một chút thì lại thấy thoải mái hơn. Lâm gì cũng cười, ta cũng từng nghe nói thế. Có người chỉ thích ngủ, có người lại năng động hơn hẳn. Quách thị nói, ta cũng chẳng biết đi đâu, nên ra ngoài đi mấy vòng. Nghe nói gần đây ở nhà cũ bên kia bị đại thái thái chân thị quản rất nghiêm, chân sai vặt bên cạnh chu Nguyễn Cảnh đã bị trừng trị hết mấy gã rồi, di nương trong viện cũng khóc lóc mếu máu cả ngày. chu Nguyễn Cảnh gây chuyện bên ngoài cũng chỉ có thể dàn xếp ở trước mặt chân thị thôi, cho nên mỗi lần trong nhà có cảnh gà bay chó chạy gì thì lại khổ cho Quách Thi. Ta có chuyện muốn nói với đệ muội. Quách Thị nhìn quanh. Lâm Di bảo Quất Hồng đi lấy điểm tâm đến. Quất Hồng dẫn tiểu nha hoàn ra ngoài, còn cẩn thận khép cửa lại. Gần đây đệ muội có gặp tề nhị nãi nãi không? Châu Lang Huyên cũng đã không gặp một thời gian rồi. Ta nghe nói tề nhị nãi nãi bệnh, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không về thăm, cả ngày giúp trong phòng không ngoài nghe tỉ tỉ của tề nhị nãi nãi bảo là vì tâm trạng của nàng ấy không được tốt. Ta biết hai người có mối quan hệ tốt, có dành để muội đi thăm nàng ấy thử xem. Lâm Di gật đầu, ừ, có thời gian ta sẽ đi thăm Lang Huyên một chuyện. Quách thị chuyển sang nói về chuyện nhà, mấy ngày nữa là chốt vụ thu rồi, đảo mắt lại tới đón năm mới. Quận Vương Gia không có nhà, ít ra muội cũng được thư thả một chút. Lâm Di đưa y phục mình vừa làm xong cho Trần Bát tiểu thư cho Quách thị xem. Quách thị cười, nhờ Lâm Di làm giúp một bộ, ta thật sự chưa gặp ai khéo tay hơn đệ muội, nhìn nút thắt ta làm này, chẳng bằng một góc của đệ muội. Quất hồng bưng điểm tâm nhà bếp mới làm lên, Quách thị ăn nửa miếng, uống mấy hộp trà kỳ tử rồi đứng dậy cáo từ, ta về đây. Lâm Di đứng dậy tiến Quách thị ra ngoài. Quách thị đi rồi, cùng mama cũng hỏi thăm được một vài tin tức, nghe nói là tề nhị thái thái bị trầm cảm mà thành bệnh. Trầm cảm là một chứng bệnh cực kỳ khó nói, có thể nhẹ mà cũng có thể nặng. Chẳng qua, bệnh của Châu Lang Huyên lại khớp với triệu chứng mà Quách Thị nói. Quách Thị nhắc nàng đi thăm Châu Lạng Huyên, nhưng thật ra muốn ám chỉ tới quan hệ giữa nàng và Châu Lang Huyên, đây đã là người thứ hai nhắc nhở nàng. Cùng Mama hạ giọng nói, mấy ngày trước Thái hậu nương nương triệu tề nhị nãi nãi vào từ Ninh Cung. Tề nhị nãi nãi thường xuyên lui tới phủ chúng ta, có mấy lời quận vương phi nói thế nào cũng lọt vào tai tề nhị nãi nãi. Cùng mama nói quanh co, nhưng Lâm Di vẫn hiểu ý bà. Phủ Quảng Bình Hầu xảy ra chuyện, cùng mama hầu hạ bên người nàng dĩ nhiên cũng biết được ít nhiều. Tùy tề nhị nãi nãi và quận vương phi có quan hệ tốt, nhưng nói thế nào tể nhị nãi nãi cũng xuất thân từ phủ quốc cữu, đó là nhà mẹ của Thái hậu nương nương. Nô tỳ đi theo lão thái thái trần gia nhiều năm như vậy, cũng coi như đã nghe nhiều thấy lắm, cho nên biết các nhà hiền quý là không đáng tin nhất. Sau khi lão hầu gia bị đoạt tước, cổng chính nhà ta liền vắng lạnh, bằng hữu thường xuyên qua lại đều tránh như tránh tà, khi đó thậm chí cả trịnh gia cũng chẳng thấy bóng dáng. Khiến lão thái thái chạnh còng lời cũng ma ma nói không phải là không có lý nhà quốc cữu cà phê của thái hậu vì thế bọn họ mới mượn lực quốc cữu và thái hậu để cật đổ thành quốc công nhưng lần trước mượn lực thành công lần này hành động đó lại thành vấn đề nếu trần gia có thể thông qua thái hậu để dâng bằng chứng thành quốc công thông đồng với địch lên cho hoàng thượng vậy cũng có thể thông qua hoàng hậu trải hoa cho đường công danh của mình cách nói này cực kỳ có sức thuyết phục Lâm Di nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm suy tư. Xem ra vấn đề xuất phát từ Ngũ Vương Phi. Ngũ Vương Phi từ một vị tiểu thư ngang tàng biến thành hòa nhã thân thiện như bây giờ, thường xuyên ra vào Hoàng Cung, lại tỉ mỉ hầu hạ ở trước mặt Thái Hậu. Nàng ta chiếm được hào cảm của Thái Hậu cũng chẳng có gì khó hiểu. Mẹ đẻ của Ngũ Vương Gia, Thục Phi Nương Nương, trước đây còn là người được Thái Hậu chọn trong kỳ tuyển tú nữ năm xưa. Có lẽ từ lúc đó Thái Hậu đã nảy sinh hiềm khích với Hoàng hậu rồi. Trong mớ rằng co này, Châu Lam Huyên chỉ có thể đứng bên Thái Hậu nương nương mà thôi. Lâm gì tạm gác suy nghĩ sang một bên, dặn dò cùng mama cho người đi báo tin cho tề ra, nói ngày ta sẽ đến thăm tề nhị nãy nãy. Bất kể là vì chuyện của cùng nhị hay vì Châu Lam Huyên, nàng đều phải đến tề ra một chuyến. Cùng mama đáp rồi lui xuống sắp xếp. Lâm Di lại bảo Quất Hồng đi chuẩn bị dưa mới ngâm và mất hoa quả để mai mang sang cho Châu Lang Huyên. Người đưa tin của Phủ Khang quận Vương đi tới tề ra. Châu Lang Huyên đang ngồi tựa vào đầu giường đọc sách. Quế Nhi bưng nước nóng tới khuyên, nãi nãi đừng xem nữa. Hai ngày nay mắt nãi nãi cứ đỏ đến mức trục chảy nước mắt, còn như vậy nữa sẽ ngã bệnh đấy. Quế Nhi vừa dứt lời, bà tử canh cửa lên tiếng bảo, Phủ Khang quận Vương cho người đến đưa tin à. Châu Lang Huyền thoáng giật mình, vô ý làm quyển sách trong tay gập lại, hồi lâu sau mới hoàn hồn, lên tiếng hỏi, người đó nói gì? Bà tử canh của đáp, nói là ngày mai Khang quận Vương Phi sẽ tới thăm nãi nãi à? Châu Lang Huyền vội sai bảo Quế Nhi, mau dặn nhà bếp chuẩn bị bánh xốp nghìn lớp mà Khang quận Vương Phi thích ăn, cả bánh mứt mận nữa, nhân mứt mận để ta làm. Bánh xốp nghìn lớp rất khó làm, phải chuẩn bị từ sớm mới có thể giữ vỏ vừa xốp vừa thơm, miệng lâm di nhạy cực kỳ, mùi vị kém một chút cũng bị nàng ấy nhận ra ngay. Còn bánh mứt mẩn thì nhà nào cũng làm được, nhưng lâm di lại thích ăn bánh do nàng làm nhất. Khẩu vị của hai người bọn họ rất quái, lâm di thích ăn bánh trái trong phòng nàng, nàng lại thích điểm tâm trong phòng lâm di. Châu Lang Huyên lại nghĩ tới bộ y phục nàng làm cho Trần Bát tiểu thư, vừa hay có thể cho lâm di nhìn thử xem đã ổn chưa bèn sai thu đông lấy nó ra bà tử canh của lui xuống quế nhi tới nhà bếp thu đồng đi lấy y phục và kim khâu trong phòng chợt trở nên yên tĩnh châu lang huyên củi đầu nhìn quyển sách trong tay dần lấy lại tinh thần tiếng cười đùa ríu rít mỗi khi nàng và lâm di ở cùng nhau dường như vẫn còn bên tai nhưng bây giờ lại chỉ là hồi ức hôm sau lâm di lên đường đến tể gia xe ngựa còn chưa tới của thủy hoa nhà tề gia đã dừng lại bà tử đi theo xe đứng ngoài bẩm báo trước phủ tề gia có một chiếc xe ngựa chúng ta đành phải chờ một lát chừng một khắc sau nửa tiếng xe ngựa của phủ khang quận vương mới đậu ở trước cổng nhà họ tề lâm di để quất hồng đỡ xuống xe chưa đi được mấy bước thì đã nhìn thấy tề ngũ tiểu thư chờ mình ở cửa thủy hoa tề ngũ tiểu thư tươi cười tiến lên đón lâm di mấy cần mới muội tới chơi đều không được nhất định phải đợi đến khi tẩu tẩu bệnh mới có thể nhìn thấy mặt muội cơ đấy tề ngũ tiểu thư đã đính hôn không thể tùy tiện ra ngoài nữa nên đã khá câu lâm di không gặp nàng ấy rồi lần này nếu không vì châu lang huyên bệnh tề ngũ tiểu thư cũng chẳng thể ra ngoài tiếp đãi khách lâm di cười nhìn tề ngũ tiểu thư chuẩn bị tới đâu rồi có gì cần ta hỗ trợ thì cứ việc nói Tề Ngũ tiểu thư biết Lâm Di muốn nói tới đám cưới của mình, nên lập tức đỏ mặt, chỉ giỏi trêu ta thôi, giờ ta mới biết đấy, muội với Tam tỷ ta đúng là cùng một ruột. Nói tới đây, hai người không nhịn được cùng bật cười. Lâm Di nhỏ giọng hỏi, Lang Huyên bệnh sao vậy? Trong mắt Tề Ngũ tiểu thư xẹt qua một tia sáng, e là bị cảm lạnh nên không thể ra khỏi phòng, chắc mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Nàng thoáng dừng lại, đại tẩu vừa đón ngũ vương phi vào nhà, ngũ vương phi cũng tới thăm nhị tẩu. Thì ra xe ngựa đường trước cổng tề ra là xe của phủ ngũ vương gia. Trùng hợp thật, nàng và ngũ vương phi lại không hẹn mà đến cùng ngày. Lâm Di cùng Tề ngũ tiểu thư vừa nói chuyện vừa đi tới viện của Châu Lang Huyền. Châu Lang Huyền mặc y phục ngấm vàng thiêu hoa sen bằng chỉ kim tuyến, đeo dây chuyền vắt chán màu hồng, bước ra đón Lâm Di. Tề ngũ tiểu thư nhìn thấy liền cười, bộ hai người có bàn trước rồi hay sau mà mặc màu giống nhau vậy. Hôm nay Lâm Di cũng mặc bộ váy màu vàng nhạt. Màu vàng nhạt ấm áp, nhìn dịu mắt, nàng tới vì chuyện của cùng nhị, vấn đề hơi khó nói, mặc màu ẩm có thể rút ngắn khoảng cách nên nàng mới chọn màu này. Nào ngờ Châu Lang Huyên cũng chọn màu giống nàng. Tỷ đang bệnh mà, sao không ở trong phòng chờ? Lâm Di cười nhìn Châu Lang Huyền. Châu Lang huyện hơi càng tránh ánh mắt của Lâm Di, song cuối cùng vẫn phải đối diện với nàng. Ánh mắt Châu Lang Huyên không còn vẻ trong trèo như ngày xưa nữa, thay vào đó tại là vẻ phức tạp khó diễn tả. Hồi câu sau Chậu Lang Huyên mới nói, đã khỏe hơn nhiều, đi tại mấy bước không sao cả. Lâm Di nắm tay Châu Lang Huyên đi vào phòng. Tay Châu Lang Huyên lạnh một cách lạ thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 220 hối hận. Ngũ vương phi mặc váy gấm hồng sâm thiêu hoa bằng tơ vàng, đầu cài tầng tầng hoa lựu đỏ, nụ cười trên mặt cực thân thiện, nhưng móng tay nhuộm màu tỉ mỉ lại lại cong lên đầy đắc ý. Đúng là dù cổ thay đổi tính cách cũng chưa đổi được thói quen, vẫn thích mặc những màu nổi như vậy. Ngũ vương phi cười nói, khang quận vương phi tới đẩy à. Mắt nàng ta cong thành hình trăng lưỡi liềm, phân biệt đối xử thật nha lúc ta đến đầu được tề nhị nãi nãi đích thân ra đón thể này. Tề đại nãi nãi văn thị đứng một bên bèn cười nói, ngũ vương phi trách quan nhị đệ muội rồi, nhị đệ muội vốn cũng muốn ra đón vương phi, nhưng bị tôi giành đi đón trước đây. Ôi trà, xem kìa, ngọc quỷ cài cắm trên đầu ngũ vương phi vô cùng lóa mắt, nàng ta đưa khăn lên che miệng cười. Ta cũng chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà đã có người lên tiếng nói đỡ cho tề nhị nãi nãi ngay. Văn thị chỉ cười, không nói thêm lời nào nữa, liếc nhìn Châu Lang Huyên một cái rồi đi sai tiểu nha hoàn mang trà lên. Hai người rất ăn ý, xem ra những gì bên ngoài đồn là đúng, Văn thị vẫn quản gia như thường lệ, Châu Lang Huyên đỡ đần chứ không tranh không đoạt, quan hệ giữa chị em dâu rất tốt. Mọi người vừa cười nói vừa thưởng thức trà, Ngũ Vương phi bảo nha hoàn đặt hộp cầm trong tay lên bàn, mở hộp ra để lộ từng bình sứ nhỏ nằm ngay ngắn bên trong đây là thuốc mỡ chuyên dụng ở nhà mẹ ta có tác dụng bổ khí ít máu cho nữ giới cực kỳ tốt hàng năm đều sẽ làm rất nhiều mấy ngày trước ta có dâng cho thái hậu nương nương dùng thử thái hậu nhớ tới tề nhị nãi nãi ngay nói dạo gần đây khí sắc của tề nhị nãi nãi không được tốt lắm thái hậu xem trọng châu lang huyên như vậy lâm di điểm nhiên uống trà ngũ vương phi nhìn châu lặng huyên với ánh mắt đầy ẩn ý tề đại nãi nãi giống như không nghe thấy Châu Lang Huyên chỉ cười, hơi mất tự nhiên. Ngũ Vương Phi uống một lớp trà, trà hoa này là nhà mình tự làm à? Sao còn cho cả? Lâm Di mở nắp trà, là sơn trà vụ xuân đấy. Sơn trà thuộc giống đa để tương truyền Phật tổ vốn được sinh ra dưới một gốc bồ đề. Trong các ngôi chùa sâu trên núi thường có rất nhiều gốc sơn trà, chúng được nuôi dưỡng bởi hương hỏa hàng ngày. Bốn chữ trà Phật nhất vị chính là chi việc uống trà lúc cần niệm kinh dâm Phật, dùng sơn trà để pha trà là thích hợp nhất. Tề ngũ tiểu thư giật mình, xưa nay nàng chưa bao giờ nghe nói về chuyện này cả. Thảo nào nhị tẩu được tặng trà hoa liền đưa tới chỗ tổ mẫu trước, thì ra là để tổ mẫu dùng trong lúc lễ Phật, hèn gì nhị tẩu hay uống trà cúc. Tại sao là trà cúc thì chắc là vì không có hoa kim bà la nên đành dùng cúc vàng thay thế. Cúc vàng lơ lửng trong chén trà trông khá giống bông sen dập dình trên mặt nước một hình ảnh rất nên thơ châu lạng huyên không dùng kinh phật đổi sang dùng trà kiểu này cũng chỉ vì thấy nó thú vị mà thôi lâm di và châu lang huyên nhìn nhau khẽ cười hoa kim bà la còn được gọi là hoa yêu đàm loài hoa này gắn liền với kinh phật và có mang ý nghĩa may mắn theo phật giáo loài hoa này được cho là nở để báo hiệu pháp luân thánh vương tức là kim luân vương xưng là di lạc xuất hiện ở nhân gian theo đó, loài hoa này năm mới nở một lần. Trong truyền thuyết, kim bà la mọc giữa chốn hư không, có màu trắng và không nhiễm bụi trần. Văn thị tò mò hỏi, hai người cười gì thế? Lâm Di uống một hộp trà, cười nói, ta nghĩ đến hình ảnh Phật tổ cầm hoa mỉm cười. Phật tổ cầm hoa mỉm cười, chỉ người hiểu mới biết được ý trong câu nói của nàng. Bốn chữ cầm hoa mỉm cười, trong câu này là thành ngữ chỉ tâm ý tương thông châu lạng huyên nói ta học được cách này từ khang quận vương phi đầy hoa trà xanh với trà hoa để uống ngũ vương phi đặt chén trà xuống bàn thấp cầm khăn lau qua miệng hâm mộ nói ai cũng nói trước giờ tình cảm giữa hai người luôn rất tốt nay tận mắt thấy ta mới tin đấy ai cũng muốn có được một chi kỷ có thể chia sẻ hết mọi thứ có thể chia sẻ mọi thứ ngũ vương phi cố tình nhấn mạnh mấy chữ này những lời châu lạng huyên với thái hậu nương nương lúc trước hẳn giờ khang quận Vương Phi đã nghe thấy rồi. Chi kỳ gì chứ, cũng chỉ là nể mặt nói nhiều hơn mấy câu mà thôi. Thật sự đến thời khắc mấu chốt thì làm gì còn bận tâm chi với kỳ gì nữa. Nhà mẹ không đáng tin cậy, căn cơ của phu quân lại không vững. Người như khang quận Vương Phi có thể có bằng hữu thân thiết chân chính mới là. Mỗi lần nhớ tới chuyện Châu Lạng Huyên và Trịnh Thất Tiểu Thư từng lên tiếng bênh vực khang quận Vương Phi, ngũ vương phi lại không nuốt trôi cục tức, chưa tận mắt nhìn thấy đối phương bất hòa, nàng ta thật sự không cam tâm. Ngũ vương phi mỉm cười, năm đó phải ngậm bồ hòn làm ngọt ở trước mặt trần thị rồi giận đến mức ăn không ngon ngủ không yên, giờ nghĩ lại thì cảm thấy mình không nên thiền cận như vậy, trần thị cũng chỉ là một đứa nhà quê miệng mồm nhanh nhẹn mà thôi. Sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ đòi lại tất cả những gì Trần Thị thiểu nàng ta nghe lời phụ mẫu không gả khang quận vương quả là quyết định đúng đắn, phụ thân nói cực kỳ chi lý, phải gả cho người tôn quý nàng ta mới có thể luôn ngồi trên cao. Tất cả những kẻ từng lên mặt với nàng ta giờ đều phải khúm núm ở trước mặt nàng ta, giờ là Châu Lang Huyên, tương lai Trần Thị cũng sẽ phải như thế. Ngũ Vương Phi hơi hết cằm, bắt được vẻ xương cứng trong mắt Châu Lang. Lại là tề đại nãi nãi văn thị cười giải vây ngũ vương phi thích mẫu đơn đúng không? Ngụy tử, mỹ nhân kiều, tiêu cốt trong vườn được thợ chăm chút đều nở hết rồi. Lão thái thái nhà tôi phải cho người lặn lội đến tận Tàu châu mua về đấy. Ngụy tử, mỹ nhân kiêu và tiêu cốt đều tên các giống mẫu đơn. Mẫu đơn ở Tàu Châu nổi tiếng nhất nước, Ngũ Vương Phi cười nói, vậy đưa ta đi nhìn một cái đi, phủ ta có rượu hoàng, ngụy tử đủ hết, chỉ thiếu mỗi giống tiêu cốt thôi tề đại nãi nãi văn thị đưa mọi người đi ngắm mẫu đơn châu lang huyên bệnh không tiện ra ngoài lâm di bèn cười từ chối ta chỉ thích thủ án hồng nên không đi đâu ta sẽ ở lại với lang huyên cũng được ngũ vương phi cười vui vẻ hai người các ngươi cứ việc thừa dịp chúng ta không ở đây to nhỏ với nhau nàng ta quay sang tề ngũ tiểu thư chúng ta đi ngắm hoa của chúng ta hai người này gặp nhau là muốn nắm tay tâm tình chúng ta ở lại chỉ tô cản chờ thôi hiển nhiên tề đại nãi nãi văn thị không muốn dính dáng gì tới mớ bỏng bong này chỉ một lòng tiếp đãi khách thôi tề ngũ tiểu thư cũng đi theo trông nom ngũ vương phi ba người đi rồi mang theo không ít nha hoàn bà từ trong phòng lập tức yên tĩnh hơn hẳn châu làng huyên bảo quế nhi đi lấy điểm tâm lâm di thích ăn tới trong mắt thiếu hẳn ý cười như trước đây lâm di nhấp một hộp trà rồi ngước lên nhìn châu lạng huyên vẻ mặt vẫn nhã nhặn trầm tĩnh như thường ngày Châu tỷ tỷ tin tưởng ta chứ? Nghe Lâm Di hỏi, các món tay Châu Lang Huyên hơi cứng lại. Lâm Di cười nói, tỷ tỷ nên uống theo bài thuốc Thiên Kim Phương của Thái Y Viện liên tục mấy ngày, bệnh sẽ mau khỏi thôi. Thời điểm từ thu sang đông như thế này nên chú ý sức khỏe, nếu không kéo dài tới đầu xuân thì sẽ không tốt. Thiên Kim Phương hay còn gọi là ôn tỳ thang, bài thuốc chuyên trị các chứng hư hàn do lạnh, tỷ dương kém không vận hóa được sinh táo bón, bụng đầy, chân tay lạnh. Châu lang Huyên gật đầu, sẽ nghe muội, về y lý còn ai hơn được muội nữa đâu. Lâm Di khẽ cười, hôm nay một chuyện ta muốn nói với Châu tỉ tỉ. Dứt lời nàng đưa mắt nhìn cùng mama. Có cùng mama tiến lên mấy bước, khom người nói, đều tại thằng con không nên thân kia của nô tỳ. Châu Lam Huyên hơi kinh ngạc, không ngờ lại là cùng mama đứng ra nói chuyện. Cùng mama nói tiếp, gia đình nô tỳ vốn từ Sơn Đông, là đồng hương với thường vọng của quý phủ. Trong một lần con trai thứ hai của nô tỳ tranh thủ ngày nghỉ ra ngoài thu mua thảo dược, vô tình quen biết thường vọng. Nếu bởi vì vậy mà bên ngoài lan truyền lời đồn gì không hay với tể gia, hoàn toàn đều là sơ suất của nô tỳ đã không để ý dạy dỗ con cái tử tế. Lâm Di thêm vào, trước đó vợ cùng nhị từng nói với ta chuyện cùng nhị ra ngoài mua bán thảo dược kiềm thêm, nhưng trong nhà dạo này nhiều việc nên ta chẳng chú ý mấy, không ngờ cùng nhị lại qua đó mà quen với thường vọng. Trong kinh có không ít hạ nhân lén chủ ra ngoài mua bán thảo được kiểm thêm ít bạc, việc họ gặp gỡ hạ nhận nhà khác cũng thường thấy. Hai người chẳng nói gì nhiều với nhau nên cùng nhị không để trong lòng, có kẻ thường vọng cũng thề. Hôm nay quản sự bên người thẩm nương ta bắt gặp cùng nhị mua bán thảo dược, nhờ đó ta mới mọi chuyện. Không tìm được đầu mối thu mua tên toàn lục, nên ta đã cho người đi tìm nhà đã bán thảo dược cho cùng nhị châu lang huyện nghe xong liền hiểu ngay lúc nghe thấy chuyện thường vọng lui tới với thị tỳ của lâm di nàng không gọi thường vọng tới hỏi cũng chẳng đi nói cho lâm di biết còn khi lâm di hay chuyện lại tới nói rõ ràng mọi chuyện với nàng so sánh thì nàng không chỉ đa nghi mà còn ngu xuẩn nữa châu lang huyện nhìn cũng ma ma cũng ma ma vội vàng tôi xuống châu lang huyên siết chặt khăn tay hơn muội biết hết rồi đúng không có mấy lời đến bên miệng mới cảm thấy khó nói ra nhưng ở trước mặt thái hậu nương nương đối diện với ánh mắt của thái hậu nương nương tự nhiên nàng lại muốn nói theo ý của thái hậu tề trọng hiên đứng ra nói đỡ cho nhân gia nên tề gia cũng trong tình cảnh đi trên lưỡi đao nếu không có thái hậu nương nương che chở nàng cảm thấy chân như bị hẫng chính sự sợ hãi và dựa dẫm đó đã khiến nàng bất giác mất hết mọi chống cự Trước kia chỉ cần là ý của Thái Hậu, nàng luôn làm theo một cách dễ dàng. Chỉ có lần này, trong lòng nàng lại như có tảng đá đè nặng, khổ sở nói không thành lời, sau khi trở về liên u uất như người bệnh nặng. Lâm Di nhìn Châu Lang Huyên, Châu Tỷ Tỷ cứ dưỡng bệnh cho tốt, sức khỏe luôn quan trọng nhất. Những lời Châu Lang Huyên nói với Thái Hậu Lan truyền nhanh như gió, nàng muốn không biết cũng chẳng được. Hai người mới nói tới đây, bên ngoài bỗng vọng vào tiếng của ngũ vương phi, tề nhị nãi nãi chưa chắc đã nỡ đưa tiêu cốt cho ta đâu. Cùng ma ma lẳng lặng đi ra mở cửa, một lát sau tất cả mọi người lại vào phòng ngồi xuống. Thận trọng ngắm nhìn châu lãng huyên một lượt xong, ngũ vương phi mới cười nói, hôm nay chúng ta tới chủ yếu để thăm bệnh nên không tiện dạo vườn nhiều. Dứt lời nàng ta liếc nhìn đồng hồ cát, không còn sớm sửa nữa, ta cũng nên về thôi, tề nhị nãi nãi dưỡng bệnh cho tốt nhé bao giờ khỏe hẳn ta sẽ mời mọi người tới phủ nghe hí kịch lâm di cũng đứng dậy cáo từ châu lang huyên ngẩng đầu lên muốn nói rồi lại thôi tể đại nãi nãi văn thị cùng tề ngũ tiểu thư tiễn ngũ vương phi và lâm di đến cửa thủy hoa văn thị không quên đưa một chậu mẫu đơn tiêu cốt lên xe của ngũ vương phi lâm di trở lại phủ khang quận vương vào phòng thay y phục rồi cầm kim khâu lên thiêu thùa đi một chuyến đến tể ra xong, những ẩn số trong lòng nàng đều đã có đáp án. Sau khi châu Lạng huyên đến từ Ninh cũng gặp Thái hậu nương nương, tình thế trong cung liền có thay đổi. Mấy ngày nay tin Hoàng hậu nương nương sắp rời về khôn Ninh cung bật tâm, trong khi đó cung của Huệ Phi nương nương lại liên tục có ban thường chảy vào. Họ hàng xa bên nhà mẹ của Hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện, liên lụy đến cha nàng, chu thập cửu cũng phải rời kinh đi thiên tân. Châu Lang Huyên và nàng thân nhau là chuyện mọi người đều biết, những gì liên quan tới Phủ Khang, Quận Vương và Trần Gia do chính miệng Châu Lang Huyên nói ra đương nhiên không thể đáng tin hơn nữa. Cục diện chính trị hiện giờ cực kỳ bất lợi cho cha nàng, còn chuyện trong nhà, chỉ cần nàng không thể điều tra rõ ràng chuyện của cùng nhị, không đầy mấy ngày sau, trong kinh nhất định nổi lên lời đồn đại. Vì sao Châu Lang Huyên tại nói những lời kia ở trước mặt Thái Hậu Nương Nương không còn quá khó hiểu nữa? trước là đời đồn nàng và tề nhị cang có quan hệ mờ ám sau là chuyện châu lặng huyền phản bội nàng lâm di nhớ tới ánh mắt sáng khác lạ của ngũ vương phi ban nãy giống như nhìn một con cả đang nằm trên thớt vầy lâm di nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu muốn đè chết nàng ư không dễ dàng vậy đâu phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn